bệnh tăng huyết áp và rối loạn nhịp, đặc biệt là những cái rối loạn nhịp nhanh, ví dụ như bệnh nhân bị rung nhĩ. Đó là cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp trên lâm sàng. Thì khi mà các bạn chẩn đoán một bệnh nhân suy tim trên lâm sàng thì các bạn chú ý, mình chẩn đoán suy tim xong thì mình phải chẩn đoán nguyên nhân, tại vì điều trị nguyên nhân mới là cái điều trị chính, chứ không phải là điều trị suy tim mà điều trị chính. Thì đó mình chú ý. Mà phần lớn các bạn sinh viên thì khi đi lâm sàng thì các bạn lại quên chẩn đoán nguyên nhân, và chúng ta quên đưa ra cái phác đồ điều trị nguyên nhân, thì cái đó là cái phần sai nhé. Đó, chúng ta cần phải chú ý cái điểm này. Các bạn biết là trong những bệnh nhân suy tim á, thì thường người ta sẽ nhập viện rất là nhiều lần, mà mỗi lần nhập viện thì thường người ta sẽ thấy là nó có yếu tố thúc đẩy, hay nó có thể làm cái yếu tố làm nặng lên. Thì một bệnh nhân suy tim mà người ta đang điều trị ổn định á, thì không có lý do gì người ta phải nhập viện hết. Như vậy khi mà một bệnh nhân mà nhập viện thì chúng ta cố gắng đi tìm những yếu tố nào làm cho bệnh nhân suy tim mà phải nhập viện, hay nói khác đi là làm cho tình trạng suy tim nó nặng lên. Thì trong cái phần phân loại suy tim thì chúng ta phần sau chúng ta sẽ có cái phần gọi là phân độ nặng, đó là theo NIHA, đó là theo hội tim New York. Thì khi mà một cái bệnh nhân nặng lên thì chúng ta có thể thấy trên lâm sàng là bệnh nhân NIHA 3. Thì các yếu tố mà làm nặng lên suy tim này có rất nhiều yếu tố đối với người Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên một cái điểm mà người Việt Nam chúng ta không giống với các nước phương Tây ấy, đó là sự không tuân thủ điều trị thuốc. Phần lớn bệnh nhân khi họ điều trị họ thấy ổn định, họ có thể ngừng thuốc. Hoặc là một cái yếu tố nữa chúng ta thường gặp, đó là người ta sử dụng các thuốc kháng viêm hoặc là các thuốc mà không có lợi cho tim, ví dụ như các thuốc ức chế cân canxi. Nó làm cho suy tim nó sẽ nặng lên. Hoặc là một cái nguyên nhân mà thường gặp ở người Việt Nam nữa đó, đó là do thiếu máu, bệnh lý tuyến giáp hoặc là nhiễm trùng. Đó là cái mà chúng ta hay gặp. Còn nguyên nhân về thiếu máu cục bộ cơ tim hay là nhồi máu cơ tim thì đối với Việt Nam và các nước phương Tây thì gần như giống nhau, không khác biệt gì. Chỉ riêng đối với Việt Nam thì chúng ta lại thấy có ba cái yếu tố mà thường gặp. Đó là không tuân thủ điều trị, hay là sử dụng thuốc không hợp lý, có nghĩa là tại vì chúng ta sử dụng rất là bừa bãi. Và cái thứ ba là bệnh nhân thường chúng ta hay gặp là tình trạng thiếu máu, bệnh lý cường giáp và nhiễm trùng vân vân. Đó là ba yếu tố chúng ta chú ý. Do khi mà đánh giá, khi mà các bạn thi trắc nghiệm chẳng hạn, người ta hỏi yếu tố nào thường gặp nhất ở người Việt Nam, thì các bạn chú ý giùm tôi, đó là không tuân thủ điều trị. Tại vì cái này theo các nghiên cứu thì người ta ghi nhận ở Việt Nam là chiếm tới 70% trong tất cả các yếu tố. Alo, các bạn nghe không? Có cái gì trục trặc thì các bạn nói giùm nha. Lớp trưởng ơi. Dạ được ha. Vâng, bình thường. Cái nào mà nhanh quá thì các bạn cũng có thể nói nha. Dạ. Cái điểm nữa là các bạn có thể mình khi mà mình biết học cái này đó, mình có thể có cái có cuốn tập hay cái bút cái viết gì đó, tờ giấy mình note lại những cái ý chính ha, khi mà mình nghe. Dạ. Hoặc là hình như trên này nó có cái phần thu lại đó, các bạn có thể ghi thu lại để khi các bạn nghe sao đó, nghe lại ha. Dạ. Rồi chúng ta đi vào cái phần triệu chứng và dấu hiệu của suy tim. Thì như nãy tôi nói ban đầu đó, triệu chứng đó là những cái gì mà bệnh nhân họ khai với mình. Nó là triệu chứng. Thì đối với suy tim mình chú ý nó có triệu chứng thứ nhất đó là khó thở của suy tim. Khó thở suy tim. Và trong cái khó thở suy tim thì nó có những cái đặc tính khác. Thì các bạn biết là khó thở nó có thể gặp trong bệnh lý hô hấp ha. Ngoài ra chúng ta có thể gặp trong bệnh lý ở tim. Thì đối với một cái bệnh nhân suy tim, khi mà người ta nằm tư thế như vậy nè các bạn, thì máu ở tĩnh mạch sẽ đổ dồn về tim. Cái điểm thứ hai á, là ban đêm á, thì thường là có tình trạng là cường giao cảm, do đó nó sẽ gây co mạch và nó chỉ sẽ máu nó sẽ được dồn về các trung tâm, hay nó khác đi là dồn về tim. Như vậy nó sẽ làm tăng áp lực, mà nếu trái tim mình bị suy, nó không bóp ra được, thì nó sẽ làm cho tình trạng là sung huyết ở phổi và dẫn đến tình trạng là khó thở.
Chính vì vậy mà ở bệnh nhân suy tim thì chúng ta sẽ có những cái đặc điểm là thứ nhất là xuất hiện khi gắng sức, cái khó thở này nó xuất hiện khi gắng sức. Thứ hai thường là xuất hiện khi nằm và ba là xuất hiện về đêm. Như vậy trên lâm sàng khi mà các bạn muốn chẩn đoán một bệnh nhân suy tim thì các bạn chú ý có ba đặc tính này thì các bạn phải hỏi để mình xác định coi có phải là triệu chứng của suy tim không, hay là triệu chứng này khó thở do bệnh lý hô hấp. Đó là cái điểm quan trọng chúng ta chú ý. Cái triệu chứng thứ hai thường bệnh nhân khai với mình là triệu chứng phù phù chân. Thì đối với suy tim thì phù chân nó có bốn cái đặc điểm, có bốn cái đặc điểm là phù hai bên đối xứng, phù không đau, phù ấn lõm và phù xuất hiện đầu tiên ở chi dưới. Hiện giờ có bạn nào lớp phó học tập Dạ có. không ạ? Bạn lớp phó học tập cho biết là triệu chứng nào là triệu chứng quan trọng nhất của bệnh nhân phù do suy tim ạ? Phù hai chi dưới ạ. Phù hai chi dưới, còn nào nữa không ạ? Phù hai chi dưới và đối xứng hay không? À đúng rồi, phù hai chi triệu chứng là phù mà xuất hiện đầu tiên ở chi dưới, đặc biệt là cổ chân và bàn chân là rất là quan trọng. Và cái thứ hai là nó đối xứng hai bên, tại vì cái phù hai chi dưới thực ra nó cũng có rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt là các nguyên nhân về bệnh lý mạch máu đó các bạn. Mà đối với mạch máu thì thường mình có thêm một cái bệnh hay gặp đó là huyết khối tĩnh mạch. Mà huyết khối tĩnh mạch thì thường là chỉ phù một bên, tức là phù những cái chỗ nào bị tắc thôi. Còn nếu mà phù hai bên thì thường mình nghĩ tới suy tim. Cái điểm thứ hai là mình chú ý là cái khởi phát đầu tiên của triệu chứng phù á sẽ giúp cho mình nghĩ tới nguyên nhân. Ví dụ như bệnh thận thì mình thường là phù ở mặt ha, ở gan thì thường là phù ở bụng là chính. Còn đối với tim thì thường là nó phù ở hai chi dưới. À, chúng ta đi qua cái phần thứ hai là dấu hiệu suy tim. À, dấu hiệu là cái những cái gì mà bệnh nhân họ thường họ không có khai được nhưng mà mình khám mình phát hiện ra được thì ta gọi là dấu hiệu suy tim, hay mình nói đây là triệu chứng thực thể đó các bạn. À, kia là triệu chứng cơ năng, còn đây là triệu chứng thực thể. Ở trong cái triệu chứng suy tim mình chú ý là mình có rất nhiều triệu chứng. À, trong đó triệu chứng đầu khởi gọi là đặc trưng đó, đó là tĩnh mạch cổ nổi. Tuy nhiên khi mà các bạn muốn phát hiện tĩnh mạch cổ nổi các bạn chú ý dùm, đó là bệnh nhân này chúng ta phải nằm ở tư thế 45 độ. Chúng ta phải cho bệnh nhân nằm ở tư thế 45 độ. Nếu mà bệnh nhân nằm đầu thấp á, thì chúng ta không thể kết luận là tĩnh mạch cổ nổi được. Bởi vì cái tĩnh mạch cổ này nó nổi, nó thay đổi theo trọng lực. Thay đổi theo trọng lực. Khi bệnh nhân nằm đầu cao thì cái tĩnh mạch nó có khuynh hướng nó sẽ xẹp, còn nếu bệnh nhân nằm đầu thấp thì tĩnh mạch nó có khuynh hướng nó nổi. Như vậy nếu mà cái người mà